theo con cái bắt đầu này đó, nó cái đây ha. Nè, qua là đó. Tóc nửa lưng, nó cúp 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 đẹp không đó, mẹ cắt không thấy không? Rồi, xem qua. Rồi, con tập xuống. Yeah. Ơ, tại sao nó giống như tóc của con dài vậy? Giờ xem đi. Này tóc ngang, giờ này tóc là chiếc lá. Chiếc lá cho con. Để cho để dài á. Ờ, nó dài, nó từng 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 nó dài á. Từng từng là cái gì? Khơ không phải. Khơ gì á? Không khơ. Long. Ngắn cái dài, ngắn cái dài. Nè, này con cào chung. À, chung này được. Xem này, ok. Chung chung này luôn. Mọi chân không con dịnh nữa. Không, cột không con dịnh. Rồi, dịnh rồi, nó nhọn nhọn phải không? Rồi, ok. Mẹ giống như cái này là tóc này nè, ở bên trái nè. Hơi dường. Hơi dường, dạ. Rồi, cứ hước lên đây đâu, ok. Nè, bắt chút xíu nè, bắt chút xíu này thôi, cho nó lộn lộn cho nó từng 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 thôi chứ mẹ không có nhiều. Mẹ cho nó thẳng hả? Ừ, để thẳng với mẹ. Không có làm con tóc dài hả? Dạ, yeah, mình làm tóc dài cho con này đó. Xíu không? Ừ, lấy được bịch rễ không? Đâu có nhiều đâu. Wow. Cái lông nhọn nè đó. Cứ gượng lên nè. Có chút xíu rồi nè. Xíu thôi không? What are you doing? Rồi, mình xả cái con này nè. Mày nhìn nè, mày nghe không? Nó cũng nhỏ rồi. Không có nhỏ á. Nè, từ từ khơ khơ này con này. Mẹ không cắt, mẹ là dài với con mà. Nè, giờ đứng cái này. Khơi khơi. Biết nó từng từng nó khơi khơi đâu. Chơi sao vậy? Ủa anh mở hí rồi luôn nè. Nó có sẵn. Tóc dài không? Dài. Nè kìa, xem qua xem. Ủa nó từng từng đây nè, cái ngắn cái dài, ngắn cái dài đây nè, nó sẽ bị dốt dài, thấy không, nó dài không, ngắn mà không thấy dài đâu, dài giống vậy chút xíu nữa múc dài nữa, cắt nữa rồi, ok.